Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những góc nhìn mới lạ, phản ánh nét đẹp quê hương Việt Nam trên mọi miền đất nước qua góc nhìn, flycam, máy bay và các phương tiện khác. Đặc biệt khuyến khích các tác phẩm có nội dung nói về cột mốc biên cương nhìn từ trên cao. Đồng thời, cuộc thi ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao sẽ đem đến cho người xem những góc nhìn mới lạ về đất nước, con người Việt Nam. Tất cả các tác phẩm đều thể hiện tình yêu với nhiếp ảnh, với đất nước, tổ quốc thông qua phương tiện chụp ảnh từ trên cao. Ảnh dự thi phải là ảnh màu, không qua xử lý kỹ thuật, gửi bằng file ảnh dưới định dạng JPEG và gửi tới địa chỉ www.gocnhintrencao.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay tới hết ngày 30 tháng 6. Kỷ niệm 5 năm quyết định của Thủ tướng về Ngày sách Việt Nam, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi trên nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể, lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam được tổ chức vào 15 giờ ngày 18 tháng 4 tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Cũng tại đây sẽ diễn ra Hội sách Việt Nam lần thứ 6, kéo dài đến hết ngày 22 tháng 4. Hội sách Việt Nam lần thứ 6 có sự tham gia của 84 đơn vị, 37 nhà xuất bản, 47 đơn vị phát hành, với khoảng 100 gian hàng và nhiều hoạt động như giới thiệu tác giả, tác phẩm, tọa đàm, giao lưu tác giả, độc giả, trưng bày, giới thiệu các hình ảnh, hiện vật về sách. Trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam lần thứ 6, sẽ diễn ra hội thảo khoa học, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tổ chức vào ngày mai 17 tháng 4 tại Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Ngày 18 tháng 4, Hội nghị Toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về Ngày sách Việt Nam. Cùng thời gian diễn ra hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam tại Hà Nội, nhiều bộ ngành trung ương và ở các địa phương cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi,